Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện nay người có nhu cầu đến cảng hàng không quốc tế để ra nước ngoài làm việc học tập tương đối nhiều. Những người có vé máy bay đi nước ngoài này cần phải di chuyển bằng xe ô tô từ nơi sinh sống cho đến cảng hàng không quốc tế. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương áp dụng chỉ thị 16 thì việc di chuyển của những người này để có vé máy bay đi nước ngoài từ các địa phương đến sân bay gặp khó khăn. Cụ thể, các tỉnh thành phố đều áp dụng quy định cách ly tập trung 14 ngày đối với người trở về từ vùng dịch, khiến cho nhiều lái xe ô tô từ chối chở người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện các chuyến bay. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, trong quá trình di chuyển từ nơi xuất phát đến cảng hàng không quốc tế thực hiện chuyến bay đi nước ngoài, khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát, người có vé máy bay đi nước ngoài cần xuất trình hộ chiếu kèm theo visa còn hiệu lực, vé máy bay bằng giấy hoặc điện tử, trong đó gồm có cốt vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR, bảo đảm một người đi một xe, không đi chung xe với người khác, trừ trường hợp nhiều người trong cùng một gia đình, sống trong cùng một nhà và có vé máy bay bay ra nước ngoài trên cùng một chuyến bay. Với lái xe, trên hành trình từ nơi xuất phát đến cảng hàng không quốc tế, lái xe phải đảm bảo trên xe chỉ có lái xe ô tô và người có vé máy bay đến cảng hàng không quốc tế để đi nước ngoài. Tại chốt kiểm dịch, tài xế đưa khách đến sân bay cần xuất trình phiếu ghi rõ tên người đi máy bay, hành trình, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú.